Hoa Phương. Xem ngay những tập tiếp theo trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Tuy con Trúc Mai và con Hoàng Yến có cùng cha, nhưng mà mẹ của tụi nó là thuộc về hai tầng lớp khác nhau, không bao giờ cùng một đẳng cấp. Tôi sẽ đóng cửa cái quán này. Ai cho phép mà đóng cửa quán của con? Con nhìn lại cái bộ dạng của con kìa. Mẹ đã tốn biết bao nhiêu tiền của để cho con đi du học. Đâu phải là con đi du học về rồi bây giờ con bán thịt nướng với con bán lẩu hả? Con biết là mẹ tốn bao nhiêu tiền để cho con ăn mặc, trang điểm. Vậy mà bây giờ con trở thành cái bộ dạng như thế này. Nếu mà sớm biết con ở trong một cái hình hài như thế thì mẹ đã không biến con thành một cô công chúa rồi. Con có cần mẹ phải nuôi dạy con như vậy không? Còn bây giờ thì làm sao? Tóc tai giản dị, không son không phấn, không giày cao gót, không túi xách hiệu, không quần áo thời trang. Nhưng mà con tự biết kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân mình. Từ lúc ba mẹ sinh con ra tới bây giờ, đây là lần đầu tiên mà con có cảm giác là con muốn có việc để làm, có mục tiêu để phấn đấu. Và quan trọng hơn hết là con thấy rất tự hào về bản thân của mình. Không phải là công chúa Hoàng Yến sống trong nhung lụa, cũng không phải là đứa con độc nhất của giám đốc bệnh viện Vĩnh Yên, càng không phải là một nữ hoàng sàn nhảy. Mà con là chính con, là chủ quán lẩu nướng đang mỗi ngày phải cố gắng kiếm những đồng tiền chân chính. Mẹ nhìn kỹ đi, những giọt mồ hôi này nó còn đáng giá hơn là những lúc con tập yoga hay là con lăn lộn trên sàn nhảy nữa đó. Nhưng đâu có ai bắt con phải đi kiếm tiền đâu. Những người khác là do gia đình người ta khó khăn, người ta mới ra ngoài lăn lộn để đi làm. Con ở đẳng cấp khác, con hiểu chưa? Con á nha, con cứ giao du với những cái loại người này nè, rồi á, bây giờ con bị cái tư tưởng là nghèo khổ đó. Dẹp, nghe lời ba mẹ, dẹp cái quán rồi đi. Ba, sinh ra với những thân phận khác nhau thì có cuộc đời khác nhau. Con sinh ra đã ngậm thìa vàng, tại sao con cứ muốn nhả ra để con dùng đũa móc vậy hả? Tại sao con cứ muốn chui rút vô những cái xó xỉnh dơ bẩn ngột ngạt như thế này hả? Ngột ngạt dơ bẩn sao? Nhà mình mới là như vậy đó mẹ. Ở nhà lúc nào cũng cảm giác như là đang trong địa ngục vậy đó. Là vì cái gì? Là vì những tham vọng, những âm mưu xấu xa của ba mẹ đó. Còn ở đây thì khác. Ở đây dù con phải làm việc luôn tay luôn chân, nhưng mà đầu óc của con lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hết. Con không cần phải đề phòng, cũng không cần phải nghĩ cách lấy lòng ai khác để đạt được mục đích của mình. Tóm lại là con thấy rất là thoải mái. Ai đã tẩy não con như vậy hả? Mấy người nói đi, ai đã biến con gái tôi thành ra như vậy? Tôi nói cho mấy người nghe, cho dù mấy người có làm cái gì đi nữa thì đứa con quan của mấy người và con gái của tôi không bao giờ cùng đẳng cấp đâu. Tuy con Trúc Mai và con Hoàng Yến có cùng cha, nhưng mà mẹ của tụi nó là thuộc về hai tầng lớp khác nhau, không bao giờ cùng một đẳng cấp.